hello hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh TT1985 Review Thì hôm nay TT có về vài con điện thoại cũng rất là hấp dẫn Hoặc là những cái con điện thoại mà anh em có thể chữa cháy Thì cũng rất là ok luôn ha Thì nói về vấn đề chữa cháy thì anh em cũng vẫn có thể là gọi điện ha Hoặc là Zalo hoặc là Youtube Rất là ok luôn, giải trí rất là mượt mà đó Thì TT cũng có về vài con mà full hợp cho anh em nè đó Ở trên ha, thì anh em xem được con nào thì anh em ưng ý thì anh em cứ alo cho TT qua cái số điện thoại là 0963 595 262 anh em ha và đừng quên là đăng ký kênh cho TT một like một chia sẻ và một đăng ký luôn và đừng quên là anh em phải bật cái chuông lên nhá video của TT thường là ra vào lúc um, tầm một khoảng từ 17 giờ đến 19 giờ hàng ngày nha rồi cái con đầu tiên anh em TT sẽ giới thiệu cho anh em là cái con um, Oppo Oppo Neo 7 hay còn gọi là Oppo A33 Oppo Neo 7 hay còn gọi là Oppo 33 cũng là nó nha anh em TV có về ba con đó bộ hỏng về nhiều lắm anh em nhưng mà anh em cứ đặt dần 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 nên cuối cùng là tivi còn có ba con thôi thì à, uh, Neo 7 á, thì cái nó cấu hình của nó thì cũng tạm ổn thôi anh em thích hợp cho anh em mua về chữa cháy nha ra một nè bộ nhớ là ra một ghi nè bộ nhớ là 16 màn hình là 5 inch nè đó full chức năng hết anh em Zalo Facebook hay là tiktok thì đều ok nha à, con này thì à, xài được hai sim một sim nano và một sim micro nha pin của nó thì là 2420 đó cam thì là cam thì là 8 chấm và 5 chấm còn à, ngoại hình cảm ứng đồ cũng rất là ok Nói chung những con này thì anh em mua về Zalo Facebook thì này nọ thì ok hết nha không lỗi làm gì hết đó con này thì đẹp nha con này thì đẹp ngoại hình còn rất là ok nên TT sẽ để lại cho anh em cái giá là bảy trăm rưỡi nha bảy trăm rưỡi nó con này là bảy trăm rưỡi rồi tiếp theo là cái con con nào đây con này con này thì ngoại hình nó hơi xấu anh em ngoại hình nó hơi xấu đó còn lại cũng cũng vậy full chức năng hết zalo facebook youtube thì cũng ok chụp hình thì cũng tạm ổn nha đó, đây là Oppo Neo 7 hay gọi Oppo A33 cũng là nó nha. Con này thì cái mặt kính, cái mặt ốp lưng nó hơi chày nè anh em thấy không? Đó, nó bị chày nhiều nha anh em. Đây. Cho anh em xem rõ hơn. Đó, đó đây, thấy rõ đây nè anh em. Đó, thì nó bị chày như vậy thôi. Nhưng quan trọng ở phần bên trong nè, cái cảm ứng nó có mượt hay không nè. Quan trọng ở cái chỗ đó thôi, anh em xài nó có mượt mà hay là anh em lên YouTube hoặc là pin nó có trâu hay không thôi nha. Con này thì vỏ nó hơi xấu nên tí đi đợi lại cho anh em là giá là là 700 700 và TT sẽ reset cho anh em nha Rồi Còn cái con này thì Cũng có một cái nhược điểm này nè Con này thì cái nút nguồn nó hơi cứng thôi Đó, Anh em hãy dùng cái lực Anh em dùng cái lực mạnh đi xíu thì nó sẽ được ha Rồi còn lại cũng vậy Full chức năng hết Zalo, Facebook, TikTok thì đều ok Cảm ứng cực kỳ nhại luôn Cam thì cũng ok nha anh em đi là máy cùi cùi bắp dĩa cam cũng rất là nét luôn Đó anh em thấy không Cam rất là đẹp đẹp nha Con này thì cũng vậy luôn 700 cho anh em nha 700 cho anh em luôn Rồi nếu mà trường hợp nè Anh em muốn mua sỉ đúng không Mua anh em mua ba con TT sẽ để lại cho anh em là à... Uh... Rồi ba con TT sẽ để lại cho anh em với giá là 1 triệu 000 nha 1 triệu 000 và TT sẽ reship cho anh em luôn ha tặng cho anh em thêm một cái cáp sạc và một một cái củ sạc nữa nếu trường hợp anh em mua ba con nha còn nếu trường hợp anh em mua lẻ thì TT vẫn để cái giá cũ như bình thường lúc nãy TT nói anh em ha rồi chốt lại cho anh em nha rồi tiếp theo là con iPhone 5 này anh em cái là iPhone 5G bản quốc tế nha anh em bản quốc tế 32 g con này TT tắt nguồn anh em ơi chưa có mở nguồn lên nữa thì con này là full A hết pin rồi rồi thì con này là bản quốc tế nha 32 g Thì full chức năng hết Pin con này cũng là rất là ok Để tí, tí nữa Khi nào anh em mà thật sự mua con này thì ti sẽ sạc đầy pin Và anh em anh em cứ liên hệ Zalo của Titi nha ti sẽ chụp hình lại cái pin bọt này nọ hết cho anh em xem luôn Đó Thì con này là cam của nó là 8 Bộ nhớ là 10, bộ nhớ của nó là 32 nha anh em RAM là một g, Xài được một sim Pin thì là 1440 Đây là iPhone 5G bản 32GB, ngoại hình thì cũng tương đối anh em. Đó. Nha, thích hợp cho anh em mua về à, chuỗi trái như là nghe gọi hoặc là Zalo, Facebook, TikTok thì đều ok hết. Bản con này 32GB thì anh em có thể lưu được nhiều à, nhiều dữ liệu ở trong đó nha anh em. Đó. Rồi, thì con này là TT sẽ tặng cho anh em một cái ốp lưng. Có ốp lưng cực kỳ đẹp luôn nè. Ha. Một cái ốp lưng rồi ok. Free cho anh em luôn nha. Con này là free ship cho anh em luôn, giá là 850 rưỡi nha. 850 rưỡi cho anh em free ship được tặng à, được tặng một cái ốp lưng nha. Rồi, tiếp theo nữa anh em ha. Tiếp theo là iPhone. Đó, tính đồ về táo nè. iPhone đây là iPhone 6 nha. Đây là iPhone 6, con này là màu bạc là bản 32 g Đó, full chức năng hết anh em, bản 3 bản con này là bộ nhớ của nó là màu bạc là 32 mươi chứ đó đây tì tì sẽ cho anh em xem nha 6s này anh em iphone 6s nha bản quốc tế con này là 32 nó full chức năng hết nha anh em con này thì không có dính ai lao gì hết anh em cứ reset thoải mái dòng 1 dòng 2 dòng 3 gì anh em cứ reset đặt ra nha đó anh em có ai lao đăng nhập vào Apple to tại những ứng dụng có về xài xài bình thường còn nếu trường hợp anh em không có ai lao cứ cứ nói với TT TT sẽ tạo cho anh em một cái ai lao mới thì anh em cứ đăng nhập vào và sử dụng thôi nhá đó thì ngoại hình con này thì cũng rất là ok anh em đây ha ngoại hình thì tương đối 90 là 95 đến 98 phần trăm nha anh em cam nè cam cũng rất là đẹp luôn ha đó, rồi selfie nè, cam selfie nè anh em thấy không? Cam selfie cũng rất là chuẩn luôn. Đó. Full chức năng hết anh em. Ừ vân tay đều nhạy nha. Con con này là có vân tay luôn, vân tay đều nhạy, nói chung là full chức năng hết. Anh em cứ yên tâm mua về mà xài thôi. Đó, thấy không? Ha, vân tay rất là nhạy luôn nha. Rồi. Con này là bản 32GB ha. Giá của nó sẽ là con này là giá của nó sẽ là 2 triệu tư 2 triệu tư nha anh em Ừ rồi Tiếp theo nữa là con này là bạn của nó là 16g thôi cũng full chức năng Zalo Facebook tiktok thì ok hết vân tay đầy đủ tình trạng pin là con này là tình trạng pin vẫn là 100 phần trăm và con này cũng vậy luôn nha anh em tình trạng pin đây 100 phần trăm ha hãy đi, đi quên nói cái tình trạng pin đây con này bạn 32 pin cũng tình trạng là một trăm phần trăm rồi full chức năng hết Con này thì bản cũng bản 16 ghi thôi anh em Nha Con này là bản 10 bộ nhớ trong của nó là 16 Đây Quốc tế luôn này anh em Nha iPhone 6S bản quốc tế 16GB Rồi Full chức năng hết không dính ai lao Anh em có ai lao đăng nhập ai lao vào rồi. Sử dụng thôi ha Tẹt ra hết nha full chức năng Giá cái con màu màu hồng này Màu hồng này là 2 triệu 2 triệu để lại cho anh em là 2 triệu 3 đi nha giảm giá mạnh cho anh em luôn đó 2 triệu 3 nha anh em rồi tiếp theo nha tiếp theo là một con à, à giới thiệu anh em hàng hàng full hợp đi đó đây là con à, vi mắt Aris đó vi mắt Aris thì gì lại là ca sĩ mình thì có gì ca rít ha anh em ca rít rồi ơi rít gì đó đúng không đó đây là còn đây là a ha vi mắt a con này rất là đẹp luôn hàng full hộp này anh em đó đây là có tặng cho một cái cái này là gì đọt khe sim một cái ốp lưng nữa nè và wow, cái con này ốp à, lưng không có anh em ơi con này không có ốp lưng mà có cái sách cái miếng dán à, kính dán cường lực anh em chờ tí tí xíu xé là bị đứt rồi nè đây có miếng dán kính cường lực nha anh em Đây Đó Kính miếng dán là ở phía trước nè Nha Ở phía trước đó. Nói chung là cũng còn Rất là ok Như Anh em mà mua những cái hàng full hợp này thì Khỏi phải bàn cãi luôn nha anh em đó rất là chất lượng Còn bảo hành nha Con này là bảo hành cho anh em Anh em đến một năm lận Anh em cứ yên tâm Đây Có cáp sạc củ sạc đầy đủ Đó anh em thấy không cáp sạc dây sạc đầy đủ nha đây dây sạc đây cáp sạc đây ha để ti ti kiểm tra xem có có um, dây phone không à có tai nghe luôn anh em ơi con này có tai nghe luôn nha tai nghe nè dây sạc nè cáp sạc nè đó rất là ngon nha anh em mà mua hàng, những cái con hàng phun hợp thì ok rồi để ti ti mở nguồn lên Con này là màn hình của nó là AMOLED 3,33 6,39 inch anh em, HD cộng luôn nha. Và nó xài hệ điều hành Android Android 10 lần anh em. Và camera sau thì là 64 chấm và camera trước thì là 20 chấm lận. Đó. Camera sau thì có cả camera phụ nữa là bốn mắt rất là đẹp luôn anh em thấy không? Bốn mắt cực kỳ đẹp ha. Đây. Đó anh em thấy không? Rất là chất lượng luôn ngoại hình nhìn cực kỳ đẹp, cực kỳ ngầu ha. Rồi camera trước là 20 chấm anh em. Đây để tì tì chết cái camera cho anh em xem. Đó. Ok nha. Góc xa nè, đó góc xa nè. Góc gần nè. Đó. Camera nè. Ok ha, Ồ, anh em thấy không camera cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ chuẩn luôn nha full chức năng hết anh em ơi anh em mà mua những con này anh em mà mua những con này về trải nghiệm thì thực sự rất là ok anh em cứ yên tâm nha con này là là chip nắp của nó là 730 luôn anh em tha hồ mà chơi liên quân hay là búp ghi đó phi phải là chuyện nhỏ rồi ram của nó thì là 6 g con này là ram của nó là 6 g và bộ nhớ trong của nó là 64 xài được hai sim và hỗ trợ xài sim 4 g pin của nó thì là 4.000 nha anh em và sạc ở chế độ là chế độ là cái đầu nguồn của nó là 18V luôn đó rất là nhanh rồi con này thật sự luôn anh em mà mua về những cái con này là trải nghiệm thì thật sự rất là ngon nha đây đó cái này là cửa hàng mới nè thì chưa có chưa có reset máy này nọ hết đi đó full chức năng đây cho anh em xem một vòng nha cảm ứng vân tay ở phía bên hông luôn nè anh em đó rồi con này thì nói chung là full chức năng bảo hành cho anh em làm còn bảo hành hãng cho anh em là một năm luôn đó anh em thật sự mua những con này về thì anh em trải nghiệm thì không phải lo về vấn đề gì hết nha rất là ok con này thì chốt lại cho anh em với cái giá là 3 triệu bảy trăm nha 3 triệu bảy trăm và TTT đi sẽ reship cho anh em luôn đó thực sự luôn anh em mà mua những cái con này hàng này về rất là rẻ rẻ hơn so rất là nhiều với, với các cái, cái, cái hãng như là thế giới di động hay là uh, fpt gì đó nó rẻ hơn rất là nhiều nha đó thì anh em mua những cái con này về thì trải nghiệm còn bảo hành hãng nha còn bảo hành tới một một năm lần anh em cứ yên tâm giá là 3 triệu bảy nha anh em còn bảo hành đó rồi tiếp theo nữa nè anh em tiếp theo nữa là một con uh, mi nữa nè con này mi này cũng bảo còn bảo hành nè đó những con này đều bảo hành cho anh em tới 1 năm lần anh em cứ yên tâm nha redmi nó 9 ha hàng full hộp cực kỳ đẹp luôn đây à anh em thấy không cũ sạc cũ sạc cáp sạc uh, chính hãng nha anh em đó rất là chất lượng con này thì không có tay phone con này không có tay phone tí, tí tí tặng cho anh em một cái tay phone luôn ha đây con này thì có có một cái ốp lưng này anh em con này thì họ sẽ tặng cho mình một cái ốp lưng rất là đẹp đó anh em thấy ốp lưng không rất là chất lượng nha có có sách hướng dẫn đồ nữa nè có cây tọt khe sim nữa nè anh em rồi giờ giới thiệu anh em con này nha đây là redmi redmi nó chính đó cam nè nó hiện cam sẵn cho anh em luôn nè đó cam nét chưa ha rồi sẽ giới thiệu sơ nha Con này thì cái màn hình của nó là 6.53 inch Full HD cộng luôn Nó xài hệ điều hành Android 10 nha anh em Camera sau thì là 48 chấm Và camera trước thì là 13 chấm Và camera sau thì cũng có 4 mắt nè bốn camera luôn nha bốn camera email đầy đủ hết nè đó, anh em cứ chép email là sẽ ra thông tin của điện thoại này đó cấu kết cấu nè cấu hình rất là đẹp luôn ha, mẫu mã rất là đẹp hàng full hợp này thì anh em cứ yên tâm cáp sạc tay si nha anh em cáp sạc tay si luôn đó hỗ trợ sạc nhanh cho anh em nè và con này thì không có vân tay bên hông nha ram của nó là 4 g bộ nhớ trong là 128 xài được hai sim nha và hỗ trợ xài sim 4 g và pin của nó thì cực kỳ khủng nha con pin con này là đến năm nghìn năm luôn anh em và sạc ở chế độ là 18 v luôn nha đó Nói chung mấy con này thì cũng không cần test nhiều đâu anh em Nó hàng full hợp mà Không có lỗi làm gì hết Anh em cứ yên tâm Rồi còn bảo hành tới một năm nha Con này là tivi cũng để Để lại cho anh em với cái giá là 3 triệu 3 triệu 750 ngàn Nha 3 triệu 750 ngàn Và TV sẽ reship cho anh em Tặng cho anh em thêm một cái Tay phone Cái con này không có tay phone Nên TV sẽ tặng cho anh em một cái tay phone Nha Rồi ok anh em ha quá. À. Hậu đậu quá anh em ơi. Rồi xong nha anh em. Tiếp tục là con gì đây? Một con full hợp nữa là con Oppo, Oppo A53 kìa anh em. Đó. Oppo A53. Đây. Hàng này cũng full hợp luôn anh em, cực kỳ đẹp ha. Đó. Anh em mà thật sự anh em biết xài thì mua những cái con này về hàng full hộp thì xài rất là yên tâm luôn. Oppo A53 đời 2020 nha anh em. Màn hình là 6.5 inch HD luôn nè. Nó xài hệ điều hành Android 10 luôn. Camera sau thì là 13 chấm và camera trước thì là 16 chấm anh em. Và camera sau thì có camera phụ lần lượt là 2 chấm nè. Đó. Và nó xài chip náp là 460, RAM là 4 GB, bộ nhớ trong là 128 xài được hai sim nha anh em và hỗ trợ xài sim 4G luôn nha và pin của con này là 5.000 rất là trong luôn pin 5.000 là anh em và sạc ở chế độ là 18V luôn nha cực kỳ đẹp cáp sạc tay si nè đầu cáp sạc tay si luôn đó ngoại hình nè anh em thấy không kết cấu rất là đẹp luôn rất là đây cam rồi nè anh em thấy không cam rất là đẹp ha văng tay đầy đủ nha anh em hàng full hợp thì rất là ok cho anh em hết rồi thì con này là TD sẽ để lại cho anh em với cái giá là 3 triệu 3 triệu 7 năm chục nha 3 triệu 7 năm chục nha anh em đó free ship cho anh em luôn đây con này thì cũng có phụ kiện đầy đủ cáp sạc dây sạc và một cái ốp lưng nha ốp lưng là tặng đó rồi 3 triệu 7 năm chục nha anh em anh em mà mua những cái hàng full hợp này thì anh em không có còn gì phải lăn tăng hết anh em ơi rồi chốt lại nha 3 triệu 750 ngàn rồi con này chưa có tay phone tặng cho anh em một cái tay phone luôn đó nói chung anh em chỉ đến với cửa hàng của TT thì anh em mới có cái chế độ mà được tặng được tặng cáp sạc dây sạc ha là được ship thôi đó thì anh em xem thì cho TT một đăng ký kênh một like và một chia sẻ luôn ha và đây là số điện thoại của TT đây 0963 595 262 đó đây là kênh YouTube của TD anh em ha rồi tiếp tục là con để bên đây đi rồi tiếp tục là con Oppo Oppo F1s nha anh em đó Oppo F1s màn hình của nó là 5,5 inch camera sau thì là 13 chấm và camera trước của nó thì là 16 chấm anh em RAM thì là 3GB bộ nhớ trong là 32 xài được hai sim pin thì là 3075 nha anh em full chức năng hết anh em mua những con này về thì chữa cháy rất là ngon Zalo Facebook TikTok đều ok hết nha nó con này thì anh em có thể chơi được các tựa game như là liên quân ở cấu hình thấp hoặc là Free rất là ok nha bao anh em chơi những cái tựa game đó rồi cam rồi nè đó, cam cũng rất là ok anh em ha cam cam trước nè đó cam trước cũng rất là ok và tivi có về hai con anh em hai con nha anh em muốn chọn con nào thì chọn giống nhau hết ngoại hình giống nhau chức năng giống nhau ha cực kỳ đẹp anh em thích con nào thì cứ chọn đó con này cũng vậy chụp cam rất là ok cam sao đây cam sao đây rất là nét luôn anh em ha full chức năng hết đó anh em mà mua những con này về thì trải nghiệm rất là ok không có gần còn gì để mà bàn cãi hết nha rồi Oppo F1S RAM 3 bộ nhớ 32 xài được 2 sim TT sẽ ra đi cho anh em với cái giá là 1 triệu 550 ngàn nha anh em cái con này thì nó có dán kính cường lực sẵn này nè anh em đó cái này là cái dán kính cường lực sẵn nha nên cái chỗ nút hôm nó hơi sâu tí xíu này anh em đó, khi mà anh em bấm thì nó nó hơi hơi, hơi có cái vương vướng tí xíu á nhưng mà anh em không thích thì anh em gỡ cái kính cường lực ở phía trên này ra nha Đó cái này là TT báo cho anh em biết trước Còn lại là full chức năng hết cực kỳ đẹp nha anh em Rồi tiếp tục nữa ha Tiếp tục là con Oppo Oppo nào đây Oppo Miro 5 nè anh em Đây Oppo Miro 5 Đó con này thì full chức năng hết Cực kỳ đẹp màn hình là 5 inch camera sau là 8 chấm camera trước thì là 5 chấm con này thì xài chip nắp là 410 RAM 2G nha anh em con này là RAM 2G luôn bộ nhớ trong là 16 sim thì là xài 2 sim một sim lớn và một sim bé nhá pin của nó thì là 2004 2420 anh em ơi full chức năng hết ha cảm ứng cực kỳ nhạy anh em cứ yên tâm cam kiết rồi cũng rất là chuẩn đó hay không rồi full chức năng nha Những con này thì bao test anh em trong vòng một tuần Có lỗi thì đi đổi trả cho anh em máy khác nha Và bên Tivi có chế độ là ship COD Có nghĩa là thu tiền hộ Có nghĩa là ví dụ như con điện thoại này là Rồi con điện thoại này là Tivi sẽ để lại cho anh em là Cái giá là 850 nha Thì khi mà anh em đặt cái con điện thoại này 850 thì anh em phải cầm cho Tivi cái cạc 50 ngàn nha Thì Tivi sẽ free ship cho anh em luôn và khi shipper giao hàng cho anh em á, anh em có quyền mở hộp ra kiểm tra, test máy con điện thoại này và khi mà anh em ưng ý xong Anh em chỉ đưa cho shipper là 800 nữa thôi Và 50 anh em đã cọc cho TT rồi Nên TT sẽ trừ ra cái tiền đó nhá Rồi ok rưỡi luôn free ship cho anh em Tiếp theo nè anh em Một con uh, Mi nha. Đây là con Mi uh, Mi gì TT quên mất tiêu rồi Mi A2 line anh em ơi Đó Giờ tim thì... Mi A2 Lite đó, Con này là Xiaomi á Thì cái cấu hình của nó cũng rất là khủng nha tin này ngoại hình nó hơi xấu thôi Anh em xem nè ngoại hình nó tuy nó xấu nha Nhưng mà kết cấu của nó rất là ok Ti đi nói là anh em sẽ mê liền ha đó. Là màn hình của nó là 5,84 inch nè Camera sau thì là 12 chấm Và camera trước của nó thì là 5 chấm anh em Đây Camera sau nha Camera trước nè đó, selfie cũng rất là ok anh em ha. Ngoại hình thì rất là ok, cảm ứng cực kỳ nhạy luôn. Đó, cảm ứng cực kỳ nhạy anh em cứ yên tâm. Ok ha. Và pin của nó thì là 4000 nha, con này là pin 4000, RAM 4GB, con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64 bản. Con này là bản RAM 4GB nha anh em. Đó, bộ nhớ là 100, bộ nhớ là 64, anh em tha hồ mà chơi game. Con này là anh em xem nè tại refi nè tại liên quân nè đó anh em thấy không tính đồ tính đồ game ở đâu đây à, là vô đây liền nha đó anh em mà không mua con con này là thì rất là tiếc luôn thấy chưa đó full chức năng cực kỳ đẹp luôn anh em văn tay đầy đủ nha ngoại hình thì nó hơi xấu tí xíu thôi ngoại hình xấu nhưng mà kết cấu ở bên trong nó rất là ok quan trọng ở cái chỗ đó ha giá con này anh em giá công khai cho anh em luôn con này là một triệu 1.600.000 nha anh em, 1.600.000 re cho anh em luôn. Đó. Re ship cho anh em nha, 1.600.000 và re cho anh em luôn. Con này là xài ở chế độ sim là 4G rất là ok nha. Thật sự luôn đi chơi game rồi, con này chơi game rất là mượt. Rồi chốt lại nha. Rồi 1.600.000 re -ship. Tiếp theo này anh em. Một con iPad mini ha đây là ipad uh, ipad 1 mini anh em đó thì con này thì thích hợp cho anh em mua về đọc báo xem phim hay là cho các bé uh, giải trí thì rất là ok hoặc là cô các chú đó, xem youtube đọc báo ngoại hình thì tương đối đẹp nha anh em đây ngoại hình là tương đối đẹp đó anh em thấy hấp lưng rất là đẹp luôn ha rồi con này có thể chơi chơi được các tựa game nhẹ nè, anh em thấy không? Thì đi có tải về các tựa game nhẹ nè. Nhá. Thì màn hình của nó là 7.9 inch, bộ nhớ trong là 16 nha anh em, pin của nó là 4490, pin rất là ok nha, con này rất là cầm luôn. TT TT sạc uh, cả hai tuần nay á, nói chung là cả hai tuần nay mà pin nó vẫn còn rất là nhiều luôn, Nó 22%. Nha, tắt nguồn mở nguồn cho bé, nhiều khi rảnh rảnh cho bé nó xem YouTube này nọ mà không hao pin nha anh em. Con này là chốt lại cho anh em là 1 triệu 950 ngàn ship cho anh em nha Con này là TT chỉ re ship cho anh em thôi Còn nếu trường hợp anh em muốn mua cáp sạc củ sạc TT sẽ hỗ trợ cho anh em với cái giá gốc nha Đó Full chức năng Rồi tiếp theo anh em ha Tiếp theo là con uh... Con này con gì đây đó A à, Oppo Oppo A39 nha anh em hay còn gọi là Oppo bồ Neo 9S á. Con này thì bản của nó là RAM 3GB. Con này là bản của nó là RAM 3GB và bộ nhớ là 32 nha anh em. Đây. A39 3 RAM 3, bộ nhớ 32 anh em ha. Full chức năng hết. Con này thì ngoại hình tương đối đẹp. Rồi. Con này thì uh, à nó bị một cái phản quang tí xíu ngay chỗ này nè anh em à, t -t à đó anh em thấy không nó có bị phản quang tí xíu chỗ này nè nói chung điện thoại như thế nào thì ti cũng chia sẻ nha anh em như vậy đây để gần cho anh em nhìn thấy rõ nha có một cái phản quang chú chấm nhỏ nè anh em anh em có thấy không đó thì vậy thôi nó bị lỗi nhỏ như vậy thôi nên ti uh, ti sẽ để lại cái giá rất là hữu nghị cho anh em luôn ram hai nói chung con này chỉ có một triệu hai thôi nha một triệu hai với con ram ba bộ nhớ 32 xài được hai sim và pin của nó là 2900 nhá cam thì là 13 chấm và cam trước của nó là 5 chấm em đó cam nè ha quay phim rất là chuẩn luôn nha cam sau nè đó cam à, quên cái này là cam trước chứ anh em đó, cam sau phi anh em thấy không nhìn cũng rất là nét ha rồi chốt lại nha con này thì bị phản quang tí xíu ngay chỗ ở trên chỗ này nên giá của tivi sẽ để lại cho anh em là một triệu hai free ship cho anh em luôn nha anh em rồi anh em xem thì nhớ cho đi một đăng ký kênh nha Một đăng ký kênh, một like và một chia sẻ luôn Và anh em cứ liên hệ với TT qua cái số điện thoại này 0963 595 262 để được tư vấn nha Rồi tiếp theo là một con ốp Oppo nữa nè Oppo A71 anh em Đó Oppo A71 con này cũng nhìn cũng ngoại hình cũng rất là ok đúng không? Đó full chức năng hết màn riêng nha những con này là màn riêng vỏ riêng hết con này là vỏ riêng nên không thai nè đó vỏ riêng anh em nhìn không nó hơi xấu tí xíu anh em ha chày nè chày nè đó có sao nói vậy anh em ở đây thì cái chỗ này nó cũng hơi bị cắn tí xíu nè anh em đây đó nó hơi bị cắn tí xíu chỗ này nha ngoại hình thì con này nó hơi xấu tí xíu nên TT có tặng cho anh em một cái ốp lưng nè ốp lưng mới nha đây TT sẽ ốp lại thử cho anh em xem đó rất là đẹp luôn còn cái mặt kính thì nó cũng hơi bị chày đó anh em thấy không đây quay cho anh em xem đó chạy chạy nè ha đó con này thì ram của nó anh em ram của nó là ba ghi nha ram của nó là ba ghi bộ nhớ trong là 16 anh em xài được hai sim và nó xài được sim 4G luôn nha. Đó, pin thì là 3.000 anh em. Cam thì là 13 chấm. Đây, cam mà trước nãy tivi giới thiệu cam rồi đúng không? Đó, giới thiệu không ngoài quên. Rồi, thì con này TT sẽ để lại cho anh em với cái giá là 950 thôi nha. 950 free ship cho anh em luôn. Bán con này chủ yếu là để cho anh em chữa trái, Zalo, Facebook, TikTok đều ok hết. Ngoại hình thì nó hơi xấu tí xíu thôi anh em nhưng mà thực sự ở bên trong á anh em xài anh em trải nghiệm cái cảm ứng á cái màn hình nó có ok hay không nè màn hình riêng nha máy riêng nên đi không có thai nha nên khi tại cái con này người dùng họ xài nó không họ không biết bảo quản họ không biết giữ gìn anh em nên cái mặt kính nó hơi chày nè đó nên ti sẽ để lại cho anh em nhé chín trăm rưỡi ship cho anh em luôn rồi thật sự anh em mà chỉ có qua đây mới có chế độ mà v ship hay là được anh em được tặng cáp sạc củ sạc hoặc là anh em được tặng một cái ốp lưng nhá thì thẳng thừng tuyên bố cho anh em như vậy luôn đó rồi tiếp theo này anh em một con iPhone mà uh, iPhone 7 nhá đây là iPhone 7 Plus đó iPhone 7 Plus bản quốc tế full chức năng 32 g nha anh em full chức năng hết không dính ai lao không dính ai lao gì hết, anh em cứ reset thoải mái dòng dòng 1, dòng 2, dòng 4, dòng 5 vậy anh em muốn dòng 3 gì đó, 1 1 1 2 dòng 3, đó dòng 4, dòng 5 vậy anh em muốn reset dòng nào thì reset tẹt ga nha. Màn hình tương đối cực kỳ đẹp, 99% anh em. Ngoại hình tương đối cực kỳ đẹp 99% cho anh em luôn. Rồi. Rất là ok anh em ha. Đây, đây thông tin máy nè anh em. Phiên bản 13.5, iPhone 7 Plus bản quốc tế ha, 32GB. Đó. Vân tay cực kỳ nhạy nha, pin còn cực kỳ trâu. Đây, tình trạng pin 100%. Nha anh em. Đó. Vân tay đâu, vân tay đây, vân tay cực kỳ nhạy. Đây, vân tay đây anh em. Ha, full chức năng hết anh em thấy nè. Full chức năng hết anh em cứ yên tâm mua con này những anh em mà mua những con này về á, sử dụng thì rất là ok rồi thì nói chung là con này Titi sẽ để lại cho anh em với cái giá là 4 triệu 6 4 triệu 6 nha anh em đó 4 triệu 6 là TT sẽ tặng cho anh em một cái cáp sạc và một cái củ sạc và sẽ reship cho anh em luôn đây cáp sạc củ sạc đây anh em ha đặt tặng cáp sạc củ sạc mà được re ship nữa rồi tiếp theo nha anh em một con Oppo F1 đây Oppo F1 qua wow. gần hết pin em anh em ơi, đi, đi chuối sạc. đó đây thì con này thì ngoại hình nó cũng hơi xấu tí xíu anh em, đó thấy không? ngoại hình thì nó hơi xấu tí xíu nha. đó đây đây nhờ, anh em nhìn đây thấy rõ là đó bị chạy nè. hả màn hình thì cực kỳ đẹp nha, con này là màn hình riêng luôn, đó màn hình riêng nên rất là ok anh em cứ yên tâm, 5 in nhá màn hình là 5 in camera là 13 chấm và con này thì ram của nó anh em ram của nó là 3 g bộ nhớ trong là 16 luôn nha bộ nhớ trong là 16 Đó, pin thì là hai ngàn rưỡi thôi thanh lý cho anh em luôn thanh lý cho con này luôn là chín trăm rưỡi thôi chín trăm rưỡi cho anh em luôn nha đó nói chung là giảm cho anh em mùa mùa covid này luôn thật sự luôn con này thì ngoại hình nó hơi xấu tí xíu nên tí để cái giá giảm giá mạnh cho anh em xuống còn chín trăm rưỡi luôn là cái chỗ này nó hơi hơi đó đây nó hơi bị mắc cái góc chỗ này tí xíu nè anh em thấy không rồi chỗ nào nữa không ta đây nữa nè ha đó nó bị mắc cái góc này tí xíu đây nói chung là gần như là bốn góc anh em ơi bốn góc nó bị mắc hết một một miếng cái con cái góc nào nó cũng bị mắc như vậy hết nha nhưng mà chủ yếu là ở bên trong anh em xài nó có ok cam chiếc đồ chụp nó có né hay không đây cam sau nè anh cam trước cho anh em rồi cam sau nè à, Tuy như vậy nhưng mà chụp hình rất là nét luôn Chủ yếu là bên trong cái cảm ứng hay là pin bọt nó có ok hay không thôi Chứ bề ngoài thì anh em mua cái ốp lưng anh em ịn vào là xong là cực kỳ đẹp Ha, à, Chủ yếu là mình những con này mình xài mình uh, chữa trái thôi anh em ơi Giá là 950 nha Rồi tiếp theo là con cuối cùng nè con cuối cùng là Samsung Samsung A10s anh em ơi Samsung A10s nhá con này là máy cực kỳ đẹp luôn nè màn rin anh em màn rin vỏ rin nha con này là màn rin vỏ rin vân tay đầy đủ luôn đó cái này là TT đi đi thu về từ người dùng nên rất là ok anh em cứ yên tâm màn hình là 6,2 inch nha và camera sau của nó là 13 chấm và camera trước của nó là 8 8 chấm anh em đây camera sau nè 8 chấm à, xin lỗi anh em camera sau là 13 chấm camera trước mới là 8 chấm anh em ơi đó, thì đi nhầm tí xíu rồi đây camera trước là 8 chấm đây ha đó ram của nó là 2g nha con này là ram 2g bộ nhớ là 32 xài được hai sim nha anh em con này là xài được hai sim và hỗ trợ xài sim 4g luôn pin của nó là 4 000 đó rất là ok con này là máy cực kỳ đẹp màn hình giọt nước luôn nè anh em thấy không màn hình giọt nước luôn nha cực kỳ chắc đó rồi anh em mà mua con này TT sẽ tặng cho anh em một cái ốp lưng cực kỳ ngầu luôn Kiếm được nhiều tiền Đó anh em mua cái con này là sẽ kiếm được nhiều tiền nha Có con uh, con chuột bạch nè Đó, Rất là đẹp luôn Con này con chuột hăng thỏ anh em <laughs> Rồi đây TT sẽ gắn thử cho anh em xem nha Ốp lưng cực kỳ ngầu Đó thấy chưa Rất là đẹp luôn anh em Ốp lưng mới hoàn toàn nha con này TT sẽ để lại cho anh em với cái giá là 1 triệu 800 nha một triệu tám trăm full chức năng hết cực kỳ đẹp đó con này là thu về từ người dùng máy rin men rin màn rin hết bao cho anh em xài cực kỳ trâu luôn anh em rồi pin là bốn ngàn thì anh em tha hồ thật sự luôn mua con này về mới là chất lượng nè nhá rồi thì anh em ơi TT đã giới thiệu cho anh em xong hết những cái con điện thoại ở trên bàn rồi ha thì anh em thích cái con nào thì anh em cứ liên hệ với TT qua cái số điện thoại nha 0963 595 262 con này thì à, những cái số điện thoại này thì anh em cứ uh, alo hoặc là anh em cứ alo cho TT thì TT sẽ gọi lại cũng được nhá mà anh em đừng có nhá máy thôi rồi anh em cho TT một đăng ký kênh luôn nhá một đăng ký kênh một like và một chia sẻ luôn rồi vậy thôi anh em ơi hết rồi thì mong anh em sẽ chốt được cho mình những con điện thoại mà anh em cảm thấy ưng ý và hài lòng nhất nha rồi hẹn gặp lại anh em ở một video sau bye bye anh em